Tí tự đi mà bốc, đây không bốc đâu. Báo cáo đồng chí đồn trưởng, bao số 12, nghi có hàng cấm, hết. Đồng chí cho chó về vị trí cảnh giới. Rõ. Chiến sĩ số 1, mở bao. Cái gì đây? Bọn tao chỉ đi chở ngô thôi. Cái này tao không biết. Của ai chứ? Hàng của anh, xe của anh, mày nói anh không biết là sao? Tao không biết. Đồng chí, các đồng chí, khống chế, dẫn giải đối tượng và tăng vật về đồn. Tao không biết đâu.